tối qua ngày 5 tháng 3 đã xảy ra một vụ cháy lớn tại một công ty gỗ nằm trong khu công nghiệp Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều đơn vị đến hiện trường để khống chế đám cháy. Thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ tối ngày 5 tháng 3, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát dữ dội tại một công ty sản xuất gỗ nằm ở lô F1, khu công nghiệp Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Do nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa nhanh chóng lan nhanh và có nguy cơ ảnh hưởng đến các công ty bên cạnh. Trước tính chất phức tạp của vụ cháy, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và một số đơn vị khác đến hiện trường triển khai dập lửa từ nhiều hướng. Đến gần 21 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế, nguyên nhân và thiệt hại đang được làm rõ.